xin chào các bác, hôm nay đi giao lưu gặp team với lại anh em một chút. Đã mua mà kiếm mấy xe máy rồi giờ bán nhà lại bao nhiêu nữa. Chú loại thì ít, nhưng mà nếu mà ít tiền không bán là nhiều tiền là cũng ưu đấy. Mẹ có kiếm nhiều quá nhỉ, mà tiền tiền chuyện.